Rồi Bi có lấy nón không? Lại lựa nón đi. Bi lại lựa nón đi. Lại lựa nón đi. Cái gì vậy? Mấy tuổi mới nói nhớ bà chị quên rồi, quên mấy tuổi rồi nữa. 4 tuổi vậy? 4 tuổi phải không? 9 tuổi. 4 tuổi ghi 4 tuổi gì mà ai cho em mượn con dữ quá. Bi lại lựa cái nón hay không? Mua gì đâu con cái nón kìa, con lại lựa lấy nón nào lựa đi. Ờ, vậy lấy cái đó 206 4 đúng không các bạn? Nè, con trả tiền cô. Ơ, lấm bay mất tiêu. Cầm bánh kem nè, cầm cái quạt đi kìa. Bi đi nè con, đi từ từ thôi nha, đi sát vô lề. Rồi tên hai đi đi, anh hai đi với nó đi kìa. Con cầm được không? Cầm từ từ, nó cầm nhẹ nhẹ thôi nha, đừng cầm lắc nhiều quá nha. Đi sát vô lề nặng không? Rồi thấy chưa, nặng rồi. Rồi cà mây đi đi, đi trước đi, đi trước đi, không đi sau, đi sát vô lề nha, đúng cái cây kìa kìa. Đi hơi rồi, từ từ qua đường nha anh hai, để Út dẫn qua nha. Rồi đi qua đường từ từ nha, xe nha. Rồi đi qua đường. Rồi đưa tiền cho mẹ Di đi. Đưa tiền cho mẹ Di. Cầm luôn. À, con cầm à. Ừ, lấy con cầm. Rồi mở đâu ra. Đưa tiền cho mẹ Di cầm đi, hết rớt mất tiêu bây giờ nè. Con lên, nãy anh thấy phí con Bi đi chồng gì vậy? Nè bây giờ mà em mẹ Di. Đây, bao nhiêu? Dĩ, tiền nè. 200 mấy hả? Nó nè 250. À quên, à đừng có lấy thẻ. Ủa, đừng hỏi mình.